Xin chào nhà ha, trở lại kênh của Tuấn Bông Sai chú Nhạo vậy ha. Thì hôm nay ra cái vườn được mình ghép khoảng 12 ngày, nói chung là chắc cuối là 12 ngày á. Thì bây giờ là cây 80-90% nó đã ra tược hết ráo rồi nè. Thì bây giờ là tược nó ra hết, tưởng nó ra cỡ vậy hết ha, thì tháo ra mà tháo buổi chiều nha. Chắc cơ khoảng là 15 ngày mình mới tháo. Nói chung là có một số tược nó mới đơm ra, cây nào mà tược ra mạnh thì mình tháo ra trước. Nói chung là dính hết rồi. Quá ngon cả nhà. Thì mình theo áp dụng theo phương pháp cổ truyền, có nghĩa là nuôi cây khỏe là mới đóng bo. Nuôi cây cỡ được sùm giống vậy nè, đóng bo hỏng cái cây này, tại nó lạc bầy mà để đằng kia nên nó bị lạc bầy ha. Mình nuôi cây cái bo bằng cái đầu đũa mới ghép nha nè. Thì bây giờ nó dính hết rồi nè, thấy không? Đơm tược luôn, mạnh luôn nè. Mỗi cây mà nhỏ, cây giống mình đóng con bo thôi, cây nào bự quýnh hai bo. Đơm tựa nè. Còn cây này cây bự nè, cây mới lên sùm luôn. Qua đã cả nhà nè, tược mạnh ghê chưa. Thôi ơi ghê chưa. Đơm tược thì tháo bọc. Lên hết ráo nè, chắc bữa hai bữa nữa là có tháo rồi. Nó ra hình thành được cái lá là mình tháo là vừa, để lâu lâu quá thì nó đen. Nè, nó đùng cái bọc lên luôn. Cả nhà đã không? Mới nói chung là anh em cứ nuôi cho cây khỏe đi, rồi đóng bo vô dính hết. Còn mà cây của mình mới xì nhựa lên đóng bo là rồi trồng chưa chắc cái cây nó khỏe nữa, nên là cái bo nó rớt rất là nhiều và cây nó cũng rớt rất là nhiều. Anh em nuôi cây khỏe giống mình đi ha. Cứ cho nó ăn kích rễ hoài luôn, chừng nào mà cây nó khỏe nuôi được 2-3 tháng bắt đầu cái cắt kích rễ ngưng, không có tưới nữa, rồi bắt đầu mình khoảng 15 ngày ăn lên, bắt đầu mình đóng bo vô là dính hết. Đã không? Cây này đóng 3 bo, dính lên đủ 3 bo luôn. Đóng một nùi bo luôn nè, 1, 2, 3, 4 bo luôn, dính hết lên hết. Nhìn mê không? Quá đã cả nhà ha. Lên hết, lên điều chân luôn. Thôi xin dừng video đây ha. Khi mà mình tháo ra mình mới tưới kích rễ ha. Còn hàng ngày chỉ có phun nó lên tàn qua mặt chậu thôi, để tạo độ ẩm thôi ha. Coi nè, tược có đi nè. Ghê chưa. Nó chuẩn bị nó lên luôn nè. Thôi xin chào ha, chúc cả nhà thành công. Cô bác anh chị cứ khi mà tháo bọc ra, tược nó ra, nó ra được thì tháo bọc ra, phun chiều sâu bột trĩ nhẹ và hàng ngày phun nước lên cái bo 2-3 lần để tạo độ ẩm, vẫn để trong lưới lan. Cây thì cứ tưới 10 ngày tưới kích rễ 1 lần thôi, pha loãng tưới nhẹ cái là lụm liền. Thôi xin chào ha, chúc cả nhà vậy.